ta đi chơi. Ta đi chơi với bà con thường muốn chiều. Đi đi con đi thôi. Bà con mong muốn chiều. Cái cô gì? Một chơi á. Mong thì thanh niên mong muốn có một chồng đồ chơi các bạn. Thấy nhiều rồi. Ồ, đây có cái máy xúc rồi này. Xúc đẹp nha. Con có thích cái gì không? Hả? Dạ. Con có thích cái gì không? Con thích. Thích máy xúc không? Vâng. Máy xúc đây này. Máy xúc to này. À, con có mong ước gì không? Con có mong ước gì không? Con mong ước con một thùng. À, để xin máy múc, gọi máy múc có cho một thùng đồ chơi không nha. À, bây giờ con nói đi, con một ước đi. Con ước làm gì? Con ước là... Máy xúc ơi. Máy xúc ơi, cho tôi một thùng đồ chơi. Hôm nay xem máy xúc có cho không nha. Vâng. Này, bạn rồi. Wow. Đâu? Wow, con nước mà máy xúc cho con thùng đồ chơi à? Thích nhờ. Mà con lấy đi. Con lấy được không? À, con cảm ơn máy xúc đi. À, cảm ơn máy xúc đã cho bạn nghiệp một thùng đồ chơi nha. Có là ôm này được không? Nặng lắm rồi, ôm được. Để ba mang về cho con để ta mở xem có gì không nhá. Vâng. Cảm ơn máy xúc nha, máy xúc này cho bạn Huyền một thùng đồ chơi thích nhá. Ba mình ra quê thùng đồ chơi cho mình. Mình sẽ về mà thùng đồ chơi nhé. Con để thứ tự đang ở đây nha. Nha. Đứng đó mở ra lại. Rồi mở ra đi. Wow. Wow, cái gì đây? Một chiếc xe. Xe gì? Xe lu. À, máy xúc một chiếc xe lu à. Rồi con lấy ra kia đi. Lại có cái xúc hình lên nữa. À, cái xúc hình à. Ồ, tiếp à. Đâu, đến dưới đây các bạn xem. Có một chiếc máy xúc này. Xa ra con để gần quá. Ừ. Ồ, xúc hai nhà. Cái máy xúc kia cho con cái máy xúc đây nha. Rồi, đến đây kia nữa. À. Con ngồi để ngay dưới đó, không cần ở đây đâu. À, đây là cái xe ô tô. Xe ô tô gì mà có chữ Thái Lan các bạn ạ. Ô, để ra đấy luôn, hài quá. Sẽ hài thật. Có đồ chơi mới đấy. Wow. Đâu, xe gì đấy? Xe, à. Xe cào đường lên trên này. À, cào đường lên trên chỗ để bỏ đất đây nè. À, xe cào xúc. Xe lấy cào xúc mà lại có cả thùng nữa các bạn. Rồi để ra đó đấy. Để chồng cái nào cũng được. Để chồng đây. Đấy, để cái gì thật xa ra một chút thì mới để được. À. Còn nữa không? Trắng trèo.
cái gì đây? À, cái nhỏ, nhỏ. Dài. Dài quá. Dùng bên xích à? Cái cần này. À rồi, thì là ta sẽ sao? Cái này. Hết rồi à? Không có. Wow. Đâu? Cái xe gì mà hay thế? Xe gì đây? Có cả xếp hình trong đây nữa. Đọc cái xe gì? Đây. Chơi xếp hình. Chơi xếp hình nhỉ? Tạo. Bảo. À, rồi con để cái kia đi. Còn nữa không? Còn nhiều lắm. Mời ra những các bạn xem, các bạn có thấy bất ngờ. Wow. Đâu? Có cái xe buýt mà có cả xếp hình, có cả người nữa. À, hay nhờ. Xem đọc cái xe đó xe gì. Ngồi xuống các bạn. Xe gì đây? Đồ chơi xếp hình sáng tạo. Rồi, các bạn bảo rồi, xếp cái kia đi. Ô tô mọi những cái nhà nhờ. Hay thật. Wow. Ồ, cái gì nữa đây? Trời ơi, cái xe gì ra cả. Quay xung quanh xem nào. À. Xe này là xe này là super truck các bạn ạ. À. Như cái túi lúc nào. À, xe Thái Lan. Đây là cái bộ. Rồi. Cả bộ luôn. Bộ sách hay nha, xe Thái Lan đấy các bạn. Còn đây hết rồi. Còn. Đang còn nhiều lắm mà tí nữa. Đấy, nhanh nhanh đi. Wow. À, xe gì nữa đây? Máy múc mà có cả cái này à. Hôm nay xin đồ chơi máy xúc cho con bộ đồ chơi toàn máy xúc nha. Máy xúc này hay các bạn. Đẹp lắm. Đây để ra đi. Chà, thích quá nhỉ. Hiện toàn đồ chơi mới không. Chơi này các bạn hơi bị thích đấy. Wow. Ủa, cái gì đó đây? Để xuống. Bên này cũng có xếp hình luôn. Đó. Cái nào cũng xếp hình luôn. Đọc con nào. Xe gì? Xe móc đất, à? Đất. Móc đất mà lại xếp hình các bạn ạ. Xếp hình ở dưới nè. Lấy tay vào xem nào. Đó, 281 sẽ được 6 mô hình nè. Hay nhá, con lấy ra thôi. Quá, hiện nay nay xin thùng, xin máy xúc mà được một thùng đồ chơi mà cũng là máy xúc cho toàn máy xúc không. Con này là may mắn nhất. Wow. Cái gì ở đây? Ố. Con bộ chơi câu cá. Câu cá mà lại có cả các đồ chơi xung quanh này. Ồ, hay nhờ. Có cả nút nhạc này. À, có cả nút nhạc này. Rồi, để ra nói sao ta câu. Hết rồi. Wow. Hay hết rồi. Wow, nhà đồ chơi này. Bạn Thanh Hiền có rất nhiều đồ chơi các bạn ạ. Đồ chơi mới hay lắm. Thanh Hiền ra chào các bạn đi nào. Ủa đâu rồi? Đó thùng này đang còn nữa à. Thế tất cả các bạn đi. Bye bye. Hẹn các bạn với đồ chơi khác nhé. Hôm sau mẹ con Bảy Huyền sẽ làm gì với đồ chơi này nhỉ? Con sẽ chơi đồ chơi này cho các bạn. À, hôm sau mình sẽ dùng để chơi các đồ chơi này nhé. Chào các bạn nhé. Này. Bye bye. Bye bye.